và sau đây qua tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Duy Thanh Tài, một lần nữa kính thưa đại biểu tất cả những phần đêm nguyện cầu xin hòa bình thành phố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, thưa quý vị, và bây giờ